Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ tiếp tục là mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly với giá rất là bình dân và phục vụ đầy đủ tất cả các nhu cầu về nghe nhạc của anh em. Con này đến từ thương hiệu của Yamaha và tên model là CS50. Con này là một dòng âm ly cổ nha anh em, được sản xuất vào những năm 70 của thế kỷ trước. Con này là một dòng âm ly đài receiver nha anh em. Cho anh em thấy ở chính diện của sản phẩm thì sẽ có một bộ đài radio sáng đèn nhìn rất là đẹp anh em ạ. Thiết kế con này mặc dù thập niên 70 mà mình đánh giá rất là cao về vẻ đẹp của em này. Đây, mời anh em cùng xem qua và tổng quan về thiết kế sản phẩm trước. Con này có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em. Đây, nhìn rất là sang trọng anh em à. Đây, vỏ gỗ này đẹp không gì vết. Đây, mặt sau của sản phẩm. Đây, chúng ta hãy cùng đến với tem của sản phẩm trước. Yamaha S Series, model là CS50. Số series của sản phẩm, điện 100V, công suất là 65W, được sản xuất bởi Nippon Gaki, chính hãng của Japan nha anh em. Bên cạnh là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào của sản phẩm. Đây, phono, aux, tép. Còn bên đây là các chạch loa của sản phẩm. Đây, con này thì sẽ chơi được hệ thống và hai cặp loa nha anh em. Đây, 1, 2, 3, 4. Cách xỏ dây cũng rất là đơn giản và nữa. Trước khi test nhạc thì Nhật sẽ hướng dẫn cho anh em cách cắm dây của âm ly này luôn. Đây, mặt trước sản phẩm. Và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em. Con này có giá thì cũng rất là rẻ thôi anh em à. Chỉ với 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Đây, mặt trước sản phẩm, đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là nửa trên của sản phẩm thì sẽ bao gồm là một bộ đài radio. Còn bên đây là một chức năng hẹn giờ để mà tự tắt khi mà anh em đi ngủ nha anh em. Mà cái chức năng này mình thấy là quý vị thời điểm hiện tại có hành động tốt hay không. Nói chung thì nếu mà anh em không xài nữa anh em tắt luôn thì nó sẽ hợp lý nhất nha anh em. Chỉnh qua chỉ là cái này thì cũng mất thời gian. Đây là radio sản phẩm, đèn màu xanh lục rất là đẹp anh em ạ. Con này thì đầy đủ cái nút chức năng volume, có cả là loa nét anh em. Đây, loa nét tăng âm lên rất là mạnh anh em ạ. Cái nút có điều chỉnh về giải bass và giải treble. Còn bên đây là những nguồn. Đối với những dòng sản phẩm mà đi đài receiver mình đã nói với anh em rồi, dù là công suất tuy thấp nhưng mà đánh thì căng cực anh em à. Và nội thất ở bên trong con này thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 5 con sò than nha anh em. Cấu hình này mình đánh giá là cũng là rất là tốt trong cái tầm tiền của em này. Rồi không dài dòng nữa, mời anh em cùng thưởng thức thích âm của Yamaha CS50. Và hiện tại thì Nhật cũng đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Đây, dây AV thì Nhật đang kết nối qua cổng mà aux nha anh em. Còn dây loa thì cách kết nối cũng rất là đơn giản như anh em đã thấy đây. Thì cái này nó sẽ có 3 cái lỗ. Anh em chỉ cần cắm là lỗ bên phải thì anh em là cắm là dây màu đỏ nha anh em. Còn ở dưới anh em mà cắm dây màu đen. Tương tự là bên này. Đây trên là đây chỗ này là đỏ, còn bên dưới là đen nha anh em. Tương tự là những cái chạch loa ở bên dưới. Anh em cắm thẳng dây vào thôi. Cách kết nối cũng rất là đơn giản nha anh em. Đỏ ở bên phải phía trên, còn đen ở bên dưới. Đây, mời anh em cùng mở hết thức âm. Nhật đang chơi với cặp loa là xanh xui 3000 nha anh em. Đây, con này thì sẽ có bass là 40 và 6 đường tiếng nha anh em. Oh.
Đánh căng cực đấy mà. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời đừng còn yêu gì, ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa vội qua. Quê cũ khi bao vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thế đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau và chất âm của Yamaha CS50 nó đánh thì phải nói là căng cực luôn anh em à. Người đang chơi với cặp loa 4 tấc và 6 đường tiếng thì con này cho ra giải bass thật sự quá là tơ nhuyễn anh em à. Chép thì cực kỳ là bán luôn anh em. Đó là Nhật chưa mở cả loa nét cho anh em. Loa nét chưa mở luôn. Đánh thì vẫn rất là hay rồi. Nếu mà anh em mà chơi với cặp loa quá khó, anh em mở loa nét cho này lên chơi thì vẫn rất là dư giả. Con này giá tuy là rẻ nhưng mà bề mặt giá trị chất âm cũng như bề giá trị trưng bày con này thì phải nói là vô đối trong cái tầm giá luôn anh em à. Rồi anh em thấy sao về Yamaha CS50 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại em trong video lần tới.